Vô mấy con. Vô. Nhưng mà lần này uống chai thứ mấy rồi cô ta? Chai thứ mấy rồi mày? Thứ mấy rồi nha? Chai thứ 4 rồi con. Mới 4 chai là nãy giờ mới 3 chai à. Chai này mới mà. Trời ba cô à. Cháu mới 4 chai vô. Mình cao kê đi cô ta. Được nha. Bây giờ con mở cao kê mấy cô cháu mình hát ha. Ừ. Cái lo đâu rồi nè. Lo kìa, mở đi. Vô cô Tám ơi. Vô con, cho nó qua tua đi. Dạ cô Tám ơi. Quay vậy hả? Không vô. À ngon quá. Đi câu tài quay mình đầy đúng là. Ừ đúng rồi đó, quen nó liên quen đi. Rồi giờ con hát cho cô Tám về à. Nghĩa nghe không bài con mới sáng tác hả? À. Ê, má thì vui vui nha mày. Trời ơi, con nhạc, giờ chơi nhạc cá luôn à. Ừ, cô Tám kìa. Vô, nhạc lên. Cái gì nữa vậy trời? Nhà bà Tám là gì mở karaoke ông xong quay ta? Giết này lâu phải, giết ta gần gì trời? Vô, mấy thằng nhóc. Vô, mấy thằng nhóc. Đang phiêu đang hay. Ôi cái nhạc đang hay đâu vậy gì vậy? Mất dạy nào tất nhạc chưa? Ủa mất dạy gì bà Tám? Bà Tám, tôi nói nghe nè. Bà đừng có xuống mấy nhóc là nghe nhậu là ông sụm nha. Tôi ngủ quên nha. Thôi vậy con cháu tôi lâu lâu nó lại nó thăm tôi. Sao ông xuống ngày ông kiếm chuyện với tôi? Cái gì vậy? Bà kiếm chuyện với tôi á. Hôm trước á, bà còn kêu công an bắt tôi cái vụ đó đó. Tôi chưa nói bà giờ bà đang ngủ chưa mà bắt ông sụm ngồi hoài á. Còn vô. Nè, ta nói tụi bay nghe nè. Tụi bay làm gì tụi bay nói nhóc này nhóc nọ vậy? Ai rồi sao nó tặng lớn tụi bay nhà ca nhóc nhóc này nó chữ sống coi vậy? Ai ca gì chú qua đây chú kiếm chuyện gì vậy? Kiếm chuyện gì? Nãy giờ tao đang nhập cáo nghe không nói gì chú à. Chỗ tao ngủ chưa biết giờ là mấy giờ chưa? Không kiếm chuyện với tao suốt ngày đó tụi bay ơi trời ơi. Ủa cái ngồi rảnh qua kiếm chuyện bà hả bà Tám? Nói nghe nè. Nhà ai cũng có khách khứa tư riêng mà lâu lâu con cháu nó mới tới nó nhậu nhà ông làm gì? Tôi thừa biết là có khách đúng không? Nhưng mà bà mở nhỏ nhỏ thôi để tao ngủ. Giờ này cũng 11-12 giờ trưa rồi. Lần nào cũng mở gì hoài bà Tám. Ừ. Ê dạ. Thấy gì chị Tám tôi ấy tính qua kiếm chuyện coi vậy? Trời ơi, nó sao mày nói tao ấy? Mày chứ sao mày nói cô Tám ấy chẳng qua là tại cô Tám ở gần ở chế vậy. Adu. Ai mày nữa, nè vô đi tao là tại không muốn lấy chồng nữa thôi chứ gì trời. Rồi. Gì ơi, ông kia. Ông qua đây ông tính thấy cô Tám tôi ông tính qua ruộng cô Tám luôn không? Ông muốn sao? Sớm kêu mình tính muốn kiếm chuyện hay vậy? Tụi bay ăn nhậu ca hát vậy bay coi được không? Nói gì đâu không được. Trời ơi. Nè. Vui hả? Mở miệng ra nó hàng xóm á. Hàng xóm mới lại từ sáng rồi đi qua đi lại nè. Biết bao nhiêu lần không? Không có ai kêu tôi gọi một ví dụ nào. Tôi về bấm nó làm con hủ luôn. Hàng xóm mới vậy. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì chị Tám cũng vậy. Cái gì? Rồi. Nãy giờ chứ. Nãy giờ đâu. Đi qua đi lại gì đó mấy chồng. Về bấm hủ luôn không ai kêu. Rồi hồi cái lúc dọn mồi ra là tôi kêu tụi nhỏ qua kêu chú. Có ai kêu chứ nào đâu. Nhưng mà chú đi ruộng chưa vô. Rồi cuối cùng chú vô, vô nhà chú tắm rửa chú ngủ luôn, tôi có hay đâu. Nào nãy giờ hoài không ai kêu chứ bực bội gì. Vô. Nói nghe nè, vô hết đây này, tôi đi có cái ruộng mới. Vô. Trời ơi, bình thường thôi. Trời, nghĩ sao mà có một chai rượu đổ mẹ hết nửa chai, trời ơi. Tao biết bà Tám á, bà không bao giờ bà ưa tao đâu, đã qua nhà bà chơi. Bà cho bộ vô chẳng có hết rượu, vô chẳng có ngủ rồi. Bà không tiếp tao thì tao hờ biết luôn á. Đây đây, nhì gì đời chốt, nhì gì đời chốt, nữ nhi hồng tới đây, nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng, bà hụt về bà hồng gì? Nữ nhi hồng đây. Nè, bây giờ nói mấy, nè, nói cho con nghe nè, bây giờ để cho chú Sáu hát bài nha. Để chú hát bài, coi bà đó. Hát cho hay nghe ông nội ơi. Dù sao nói thiệt là cũng đại tử của Ngọc Sơn. Rót cho cô con. Nếu ai bao rằng con trai thằng này đối thay, nếu ai bao rằng con trai thằng này vô tình, coi đồ mọi đánh cho mọi đây xem tình nhân sẵn lòng mình thì lại nông lạc. Cách có bao rằng con trai thằng này khó ở, cách
có chích tổ à lâm đó nhận có xe tay xe thì mình thích cái làm thánh đẹp vậy điều thánh cho con trai mình thấy đẹp thôi trai bài bò con chó nào có yêu thương như vậy con trai ấy mà anh đây hát chút coi gì hát gì đang hát mà làm gì mà tao để tôi hát một khúc coi ông nội ơi tung dây nè mình ăn nhậu mình phải ca là bao nhiêu đây thì đây có nằm nhỏ về cái gì vậy tám làm gì mà tái như vậy ra alo 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 hư mẹ nó luôn rồi. Ủa, cái gì mà tám mày dạ, nằm trên chén ai mà tám ca thì người ca người nghe đi. Ừ, tôi đang ca dành vượt hư mẹ nó luôn rồi ca gì nữa nè. Tôi nói cho bà ta nè, nói cho bà nghe nè, chú nói cho mấy con nghe nè, tôi thừa biết bà không bao giờ bà ưa tôi đâu tám, tôi thừa biết luôn á. Trời ơi, tôi qua con nhậu rồi bà nói hết rượu rồi đi vô trong là có biết bà không muốn tiếp luôn rồi giờ cao kê cho bộ là nó hư lo hả để cho đừng ra gì nè. Ông á, ông ghét tôi cái vụ mà hôm bữa là tôi kêu công an bắt ông, bữa nay tôi có khách có khứa ông giả bộ hôm qua nói này nói nọ bắt lỗi bắt phải đang ngồi đây đang cố tình phá hư cái lo tôi phá không. À, chị Tám nói chung là bà không muốn tiếp cho bà nói đại đi, bà đừng có kiếm cớ này đó chị Tám, tôi hồ biết luôn sống về với nhau gì trời đang chấp trái này với bà hả. Nhà bà ở nhà tôi đỡ bà bỏ cao kê một cái ông chụp chứ đâu đâu biết sao tôi liền á. Hư rồi lấy cái gì ca nữa, lấy cái gì ca nữa. Tôi nói bà đừng có trách tôi nha, tôi nói rồi đó nha. Bây giờ kéo cửa ngang luôn, ông về nhà ông đi, ông đừng có quay tôi nữa. Mai mốt nói chuyện là nói chung là không có sống gì nữa nha. Ông làm hư cái lo tôi chưa bà đừng đâu. Có bầu kinh cơ. Tôi chưa để yên trong chuyện này đâu. Đây cái gì, bà đừng có kinh cơ đuổi đi về vậy. Vô. Vô nhà cô Tám ơi. Trời ơi, ông nào giờ ông gì chứ.